Hi, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với trò Battle Royale thôi. Chứ tại mình chơi trò này nhiều mà. Lâu lâu chơi được mà vài ván chơi vui thôi. Hey. Công nhận trò nãy giờ cũng nhiều hack hết chứ. Chả biết bắn từ đâu luôn, nhiều lúc vô tạch 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 vài viên shotgun bắn từ xa và chết. Cười như quỷ vậy. Thì nó thì game này là một cái game trả phí mà nó phải như vậy thì nghĩ nhà phát hành cũng sẽ có một cái giải pháp nào đó. Chứ nếu không cái tựa game này mà nó mà hack mà nhiều quá thì tổn thất nhiều lắm. Wow. Không thích chế này. It's to lobby. Em dòng sáng sáng. Ok, lại nè. NA hết ta. Thôi khỏi, qua NA nó từ từ mình thấy qua. Ok, dòng sáng rồi. Nên mặc đồ như mặc đồ công sở thì đi đi. Chất chưa? Lên trên đây giỡn thằng này coi. Thôi ơi, thằng quỷ dây. Chút nữa mà không chả biết máy bay bay đâu. Lại trời bay vô cái khu nào cho đỡ người tí. Mấy ông nhảy cửa sổ hay ha. Giờ mình chưa biết nhảy cửa sổ là sao. Ôi giời bay đây qua hết. Khó đáp rồi nha. Giờ biết đáp ở đâu nữa. Mình là chỉ có nhà không tên chủ yếu thôi. Nhưng mà bay cái gì sợ không sao. Đi đâu nhiều đồ chơi đi ta. Tại xuống đây thôi. Thôi khu này càng mấy nhà nhỏ nhỏ mà lúc cũng có đồ. Còn người không? Không còn đông hết đấy chứ. Thôi đáp nhà nào cũng được. Này tiệm xăng mà đâu có gì đâu. À đây, có hai cái nhà ở đây. Hy vọng là không có ai. Hình quá. Nó bay về. Chả biết anh, chả biết anh chỗ đó đâu nữa. Thôi kìa, nó có cái nhà ở đây vô đỡ đi. Coi có gì nào. Sọc kênh. Ý, mà mình xéo. Con kỳ súng rồi. Kiếm đồ nè. Lũ đạn withdraw mát không không cần energy đi. Ok qua nhà kia nào.
Ôi, bò trong đây nữa. Em chả có gì trong đây hết. Anh lượm cái UMB này đi. Có súng bắn với người ta. Holo nè. Có gì lượm đó đi. Đừng có ham hố đồ xịn, cái mấy cái đồ là nhỏ nhỏ mình bỏ nó. Chút quay về kia lấy đạn chính nữa. Bà nội cha nó. Damn như trong đây có mấy cái băng đạn cho súng này. Ơi. Quýt rò mà. Rò luôn rồi bỏ đi. Đáp vào khu cũng nhiều quá, chả có cái giáp với cái nón nữa. Ê. Cửa mở, cửa mở. Có người hả ta? Sao cái nhà nhỏ này mà cũng có người vô nữa hả? Mày còn trống không? Where are you? Mà đẹp mũ hai bỏ lại luôn hả? Mày có đồ xịn quá mày đi hả? Kỳ tắc. Nó chạy đâu rồi? Gì á? Súng giảm thanh. Bắn súng lục. Tiếng rất nhỏ. Tiếng rất nhỏ luôn á. Nó phải ở đâu đó. Làm nhẫn giả đi. Từ, mình nghe có cái gì đó. Mày đứng ở đâu? Cái tiếng đó là chỉ có súng lục thôi chứ không có súng nào mà nó bắn bụp 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 kiểu vậy đó. Đảm bảo luôn. Đang trong bo mà đâu sợ đâu. Đứng đây canh đó. Mình chơi gà hay làm một cách gì đó để thắng chứ. Đi đâu rồi? Nó phải qua ở nhà này chứ, nó không qua. Nhà này lút rồi mà.
không còn cái giáp luôn. Chạy đi, bỏ qua cái thằng quỷ đó chứ gì kỳ. Không biết bắn ở đâu luôn, đúng súng lục. Có xe máy dưới kia. Thôi mình vô nhà trong đây đi. Lút từ à, nhanh thế. Yên tĩnh vậy. Đáp ở nơi khỉ ho cò gáy chứ không có ai luôn. Xe cũng nhiều xăng lắm. Này nó chắc đáp vào đây nhiều lắm rồi. Nút luôn rồi, tránh xa đâu. Vô luôn rồi. Đêm. Yên tĩnh đấy. Extended, ok, good. Đây đây đây, băng đạn xịn nè. Mà không có đạn. À, bơm. Mở ra. Sao đàn tạng đàn 45 không vậy? Đàn này nhiều đó, chắc bắn đủ rồi. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời ơi. Bằng mọi giá phải giữ cái cây súng này. Bò ở đâu?
Bôi tâm ha. Nếu mình đi tới nhà này thì là nó trước đây trên đỉnh núi, và mình có 8 ít nên mình cần súng nhắm. Hết hồn mấy. Ê ê ê ê ê ê ê hết hồn, tí nữa chết với nó rồi. Dạ, chỗ quen thuộc của mình rồi. Dừng đó nha mày. Mở ra, có thể mình sẽ cam ở đây đó. Nhà dưới kia không biết có người không đâu. Không thấy có đồ luôn. Bỏ xuống kia. Trời ơi. Nghi vấn. Nhà này như lút rồi. Nghi vấn nha. Tại sao không có đạn bẫy ở đây mà chỉ có cây súng ở đây thôi? Nghi vấn. Nhưng mình cũng suy nghĩ mà có thể nào nó đâu có thể nào mà cái nhà này mà nó không chưa vô. Kỳ đó. Lỗi cho em cũng đâu thể nào mà làm được cái gì. Cái nghi cái nhà này vô rồi. Đúng rồi, có thể là nó vô rồi đó. Kem. Có cái 8X mà tự nhiên có cái màu 16 đây. Mà đã màu 16 không có đạn nữa chứ. Mình cũng gần như là tâm bo.
có thiên sung rồi nhỏ. Nhìn kia. Ok, nhẹ nhàng đi nhé. Go. Bò máy rồi. Đừng nên đi xe máy. Nguy hiểm không? Hy vọng là không có ai quanh đây. Đêm ngược lại cái nhà có thằng hồi nãy nữa. Có tiếng súng. Nhìn nguy hiểm quá. Nó vô rồi nè. Mặc cái đồ mà kiểu như mũ 2 giáp 1. Má ơi, tiếng súng gần lắm luôn á. Dưới kia. Mười giây nữa bo. Nghe cái đứa nào đi tới cho tao giết, tao lút ra lấy đồ ấy. Nghèo quá. Chứ đó nãy giờ vẫn lộn gì ta. Đây đây đây. Thôi nó chạy rồi, nó chạy rồi. Tiếc quá, nó không đứng yên được. Cây này phải đứng yên mới bắn được chứ chứ. Chạy vô đó. Thua. Súng không có giảm thanh hay bất cứ cái gì cho nó im lặng hơn tí. Bo tới, ok. Gần bo. À, bo kiểu này cay đấy. Ngay môi chính kỳ nữa.
Nghe sợ thiệt chứ. Cầm có cây súng đều nhiều thế này bắn ai? Được mỗi ít tám. Nguy cơ tử nạn trong đây là cao lắm. Thiệt luôn. Thà có cây súng giết người cũng có được cây này. 60 viên đạn. Tiếng súng nhiều hết. Thiệt chứ, còn 17 đứa à. Đến cái phát hai đứa cũng có luôn. Bo tới. Chợ bo ngon mà không có đồ. Tiếc ghê chưa. Giờ mình bò xong cái là vô bo ngay đây luôn rồi. Không có đồ chơi. Giờ là phải canh kỹ mới bắn được chứ không thôi. Lạng quạng chết. Em thấy sợ. Nằm yên. Đây 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 đây. Lúc nghỉ cây đi. Bắn tao hả? Nó thấy mình. Mũ hư. Không dám đi lại lút đồn đó luôn. Mình nổ súng rồi. Kiểu gì cũng sẽ bị thấy thôi. Bò ra tới luôn rồi. Điệt mày. Thôi xong rồi, số phận mình như xác định rồi đó.
trong ở kia. Chín đứa. Thấy không? Thằng này nó có 8x nè. Mẹ nó không có cái gì á. Cái gì á? Cái gì á? Bao 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 bao. Sắp bắt lờ rồi. Anything okay? Mẹ kinh dị quá. Kinh dị quá. À, con bố ơi, giờ phải chạy xuống cái nhà này nữa trời. Bò ngay nhà có phải đau không? Còn 14 giây nó hơi chạy. Chết gì sống chết gì cũng ở đây rồi. Thời điểm khắc ha. Có đưa bắn. Má cái ska còn để cái ok em phải trời ơi hai đứa gần theo nhà luôn kia quá rồi. Rồi vậy được rồi. Đâu có người trong nhà có người đâu, tại cái thế thằng kia ở ngoài rồi. Ok thì trận hôm nay tới đây hay nha, không top 1 được, top 3 thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha, nhớ like cũng như subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn, bye bye.